Điểm số đầu tiên đã thuộc về Kusuma Wanana và Rambitan. Của ứng dụng BGTV Go hoặc trên trang web. Pha ra cầu hơi cao của Martin. Trận đấu nội bộ của cầu lông Singapore. Cầu lông của Indonesia sẽ chắc chắn có được hai tấm huy chương vàng. Oh!
đang là 2 điểm. Giao cầu lại. Mà Guadana đang cố gắng đưa trận chung kết đôi nam tiến về game đấu thứ 3.